Lick, bí quyết giảm cân giữ dáng. Gặp anh hôm ấy, trời hầm hập như điên dại, mồ hôi toát ra, nóng ra toàn thân như ngồi trong lò. Nhìn anh ước muốn ra có ngày quạt cây, quạt cây có ngày, thế nhưng mà anh nhất định không bật. Điện đang tăng giá rất cao em à. Ngồi im anh nói, đợt này điện đang tăng lên càng cao hơn, mà điện còn tăng thêm chưa dừng đâu em. Bọn mình ngồi đây anh không bật đâu, anh không kỳ, nhưng anh tiếc em ơi đừng cố van xin. Vì tiền điện tăng anh không còn thương em, chẳng thể nào hôn trong khi quạt không quay. Bật quạt nào anh không em về ngay đây, sao anh cứ đứng đây cứ mãi tiếc nuối. Bởi vì điện đã tăng thêm Lick, giảm cân giữ dáng, tự tin tỏa sáng.